Một bầu trời luôn. Hàng sale cũng được hết quá. Hàng sale cái lẻ lẻ còn cái sale nữa không? Sau này cũng lần lẽ bao qua nghe bao tháng ngày. Hello. Rồi, cái like này xong nữa là em sẽ nghỉ nha mấy chế ơi. Cái like này em like một like này nữa xong rồi em sẽ kết thúc live stream nha. Rồi, vô lại giùm em nha mọi người. Đầm lụa đang mặc đẹp quá trời luôn, hai màu. Nhớ có màu trắng đâu không ta? Không nhớ nó có trắng hay sao? Đỏ và đen nè mọi người, đây là lông vũ nha, cúp ngực nha. Rồi ở đây là nó có cái một cái bảng như thế này rất là xinh nè mọi người. Đẹp không? Đẹp. Đẹp ghê mọi người, cái đầm này đúng form đẹp luôn á. Hàng mới về nha. Bữa nay có mấy cái đầm lên form đẹp lắm mọi người, để tí xíu lên lên đông đông đem lên hàng cho mọi người coi. Chấm chia sẻ giùm em nha mọi người. Chấm chia sẻ giùm em là mọi người thích lên hàng mới hay là mọi người thích lên hàng hàng lẻ mẫu mọi người. Nếu mà hàng lẻ mẫu thì lên em sẽ giảm cho mọi người. Đây xét nè. Lucy. Lưng thun bao nhiêu? Lấy set cu xì lưng thun hả? Lấy set cu xì lưng thun. Màu gì chị ơi? Có hai màu trắng và đen đó chị. Set Gucci này đúng không chị? Hai màu trắng và đen, chị lấy màu gì? Đâu người ta? Chị lấy em coi lại. Lấy em coi lại. Đó, ở trong này. Không. Bên này. Chỗ cái áo màu hồng đó. Đâu mà nhìn thấy vậy? Chết, chết, chết. Áo đó, áo không ớn. Trời lao mà nữa. Vậy. Màu đen cơ. Tào lao. Ủa, đây, đây, có rồi. Đọc tin nhắn giùm con đi. Đọc có ai comment gì đâu. Đây. Set. Ờ lộn, xin lỗi nha, set LV mà. Nãy thấy chị cầm cái đầm nu dây lấy coi. Cái đầm nu dây là đâu đó? Set Gucci, set này là set LV nha, còn set Gucci là set này. Còn cái set Gucci là set này, em hỏi set nào, LV hay là Gucci? Gucci là 100 nha. Gucci này cái quần của nó là quần jean nha mọi người. Còn cái set LV này thì giá là 90. Em hỏi em lấy set nào em ơi, comment lại giùm chế nha. Đây. Cái này là Gucci, cái quần của nó là quần jean cho nên nó hơi cao. Còn cái này là set LV, quần của nó là quần lụa, đẹp lắm mọi người, chắc form bao đẹp. Em lấy cái nào? Lấy nào thì báo chị nha. Bao nhiêu ký bận? Nói chung là từ 45kg đến 55kg thoải mái. 45 đến 55kg thoải mái cho mọi người nha. Quần là quần lưng thun cho nên nó rất là dễ mặc luôn. Áo hai dây nu là áo nào ta? Chị đâu có cái đầm nào đầm nu đâu ta? Không có đầm nu nha. Rồi cái nào em lấy cái nào báo chị nha tình yêu ơi. Đây set LV nha mọi người. Quần lụa hàng cao cấp nha. Chắc bao đẹp bao xịn luôn. Ok lấy cho em lấy cái nào? Lấy set Gucci này đúng không? Hay là lấy set LV? Gucci và LV cho mọi người. Lấy cái nào báo là chị nha. Chắc là cái set này đúng không? Set 100 này đúng không em? Hàng xịn, vải đẹp. Nè, chắc lấy set 100 đó. Riêng một con 100 đi chú. Rồi, chân lên hàng đây mọi người ơi. Like này là ai có một món ghé mua thêm một món nữa để chốt đơn luôn nha. Đây. Đầm lụa nha mọi người. Đầm lụa siêu đẹp luôn. Hai size. Ok em, hai size F và M. Đầm lấy trước á, đầm lai trước á. Không à, cái đầm dây nu. Phải đầm này không tình yêu ơi? Phải đầm này không em? Cái này đúng không? Đầm lụa nè.
đầm da nè, hai dây cúp cúp ngực chắc rất là đẹp luôn nha. Đó, phải đầm này không em? Đúng rồi, ok mình chế. Đầm này tính em 80 thôi, 90 còn 80. 90 còn 80 nè, em lấy không? Chắc bao đẹp, bên trong của nó là có quần luôn nha. Đó, cúp ngực xịn sò, vải đẹp lắm nha mọi người. Vải lụa em bao đẹp luôn, đầm này vải bao đẹp. Chắc 6 trả lời Trang. Đây, set 100 RM nha chị. Đúng rồi em ơi. Đây, ai lấy thì cầm lấy giùm Trang nha. Rồi, cho thêm mẫu khác. Set sơ mi đẹp cực kỳ luôn. Phớt có phùng phình không chị? Phơm có phùng phình không? Có phùng phình em ơi, phơm rất đẹp luôn. Bao chắc bao phơm, bao vải. Chị bao cho em cứ mặc đi về. Nếu mà xấu chị cho em trả lời, ok không? Nè, chị bao em mặc cái đầm này luôn. Nếu mà em mặc cái đầm này mà xấu chị cho em trả lời. Hàng này là hàng xịn đó. Hàng này giá đúng là 90 mới đúng á. Nhà Nguyên Trần này đúng là 90 á. Chị giảm 10 đồng cho em luôn á. Đây, set sơ mi cực kỳ sang. Đây, set sơ mi mới về, hai mẫu sơ mi này đẹp nha mọi người. Ok em, đây, một mẫu sơ mi là kim sa. U là trời, hai cái này kim sa luôn nha. Rồi, ai lấy set này? Set sơ mi 40kg vừa không chị? Set sơ mi 40kg em lấy size S giùm chị nha. Set này thì mặc ok là ngọc vàng. Còn set này thì hoặc không vừa nha. Cái này gầm em giùm em là sơ mi von cho mọi người. Có áo sơ mi von nè. Ví dụ mọi người cầm kim. Còn cái này là sơ mi set kim sa. Set này cầm em giùm em là set von. Cho nó dễ nha mọi người. Tại em cầm hai set sơ mi luôn. Cái này vừa là ngọc vàng ơi. Lấy em size S ok em. Set 900 chứ. Set này nãy bán 100 đúng không? Đúng rồi, nãy hai size S cùng bồi. Set này nè. Set này còn set là ai lấy không mọi người? Cá ngó rồi, nãy đầu like là Trang bán sạch sẽ rồi mọi người. Nãy bán đắt lắm. Còn set kim sa nha. Ai lấy thì cầm em lấy. Đây, đầm nè. Set sơ mi váy kim sa em vừa 56kg. 56kg thì ok em. 56kg thì ok nha, vì set này là set size M nè. Bởi vậy nên là bạn kia lấy size Trang kêu lấy set kia đó. Còn set này là size M. 56kg là ok. Chân váy bên trong có quần đẹp lắm nha. Set này thì như nãy bán 90 đúng không? Set này thì giá 90 nha mọi người. Set này thì giá 90. Mới về có cái đầm đẹp lắm mọi người. Để Trang lên cho mọi người coi. Đẹp lắm á, Suyu lấy đi Suyu. 90, ai lấy cầm em lấy nha. Cái đầm này em mặc cũng được nữa nè. Đó, đầm lưới mọi người chắc siêu co giãn nha. Ai mua đầm lưới bên Trang thì không có cần phải PA nhiều luôn. Đồ đợt trước chị gửi cho em còn ôm mấy set không vừa nè, bởi em sợ vậy hả em? Để chị coi thử nha. Được có em ơi, cái chân váy này chị thấy nó rộng lắm luôn á. Nè, cái chân váy nè. Nè, lấy cái chân váy không? Chân váy thì thấy rộng lắm luôn á. Size M. Set này là size M nha. Ai lấy set này thì comment set dùm Trang nha mọi người. Đẹp lắm mọi người ơi. Bao sang. Giá 90. Ai lấy comment lấy dùm Trang nha. Rồi đầm nè. Đầm này còn một cái cuối cùng. Đầm lưới. Tay nhúng cho mọi người. Mặc lên là kéo săn tay keo cao lên là đẹp lắm. Chắc lưới. Đầm này mọi người đi dinner tiệc tùng sang lắm đó mọi người. Một cái cuối cùng luôn. 90 tính mọi người là còn 75 đi. Hai lớp nha. Không hề mỏng nha mọi người đây. Hai lớp có lót, không hề mỏng chút xíu nào hết. 75 đồng luôn, đầm trắng 75. Còn có cái cuối nha mọi người. Cái này mọi người mặc đi tiệc sang. Ai lấy gì mày chốt giùm em nha. Quần nè. Quần nè, Trang có màu trắng, màu xanh với là màu đen. Quần kèm nịt 65 đồng, hai size F và M. Áo lông vũ này Trang có như có màu trắng với màu đen á. Áo lông vũ này có hai màu trắng và đen nha mọi người ơi. Áo lông vũ siêu đẹp luôn, có cúp ngực nữa nha mọi người. Chắc bao đẹp luôn. Ai lấy áo thì comment áo có màu đen nữa nha. Áo lông vũ có hai màu trắng và đen. Đầm này đi tiệc đẹp lắm nè mọi người. Đầm kim sa. Tai lông vũ. Cái này con này mọi người mặc đi tiệc là phải nói là rất là sang, ngay là động cầu vai nè. Đầm kim sa giá 85. 85 nha. Thích cái nào thì cứ comment cho Trang. Đây, đầm ống màu đỏ luôn. Đầm ống tu ru màu đỏ 85 luôn. Đầm lụa ren.
đầm lụa ren nha mọi người, hai size S và M, giá là 90. Chắc bao đẹp luôn á. Đã em đăng hình mẫu mặc lên cho mấy chị coi, mấy chị ghiền liền. Chưa có đăng hình đó mọi người, bữa giờ Trang lười chứ không có đăng hình. Rồi đây tiếp tục. Đầm nha. Sang quá trời sang luôn. Đầm cúc ngực nè, viền đá nè. Đó, đầm cúc ngực viền đá nha. Đính đá rất là sang luôn. Ở dưới đây là lông vũ nè mọi người. Đó. Trắng và đen 90. Set jean nha. Set jean này mặc lên rất là xinh nè mọi người. Tí nữa em đăng hình lên, em đăng hình mẫu mặc đẹp lắm luôn. Cái set jean này nó có nịt nữa nha mọi người, kèm thêm cái nịt luôn, ba món luôn. Cái này Trang chỉ còn size S thôi, Trang hết size M rồi. Ai mặc S thì chốt S cho mọi người nha. Cái này mọi người mặc cái áo lên nè, giật giật lên xong rồi nó ló cộng với nịt ra đẹp lắm mọi người. Tại vì cái này Trang treo cái quần nó hơi cao, đúng ra là cái quần nó phải sệ sệ xuống. Đây. Mặc lên là nó kiểu 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 như vậy nè, đẹp lắm. Đó. Khi mọi người mặc lên form thì nó sẽ như thế này nè, sẽ ló cộng như nịt ra tí xíu nha mọi người. Đẹp cực kỳ. Tường phi gì đây? Quần ống loe hở hai bên hông còn không chị? Còn nha em. Quần nó còn đó, còn cái size S đó gì? Set jean. Giá 85, ai lấy comment lấy giùm Trang ha. Cái quần hồi nãy dưới mới treo lên đó. Đây, cái quần này nè. Đẹp cực kỳ. Quần này hình như quần này giá 80 em, quần giá tính 80. Có hai size F và M cũng lo đẹp lắm nha mọi người. Mới về. Phối với áo là nước chất. Lấy cho em nha, ok, em lấy size S đúng không? Quần này em có size M nha mọi người, S em hết rồi, quần này chỉ còn size M thôi, form đẹp lắm mọi người ơi. Chắc rất là đẹp luôn á. Nhiều 80 chứ? 80. Đầm body nè mọi người, thích body đá không? Đây, đầm body lưới nha. Có đính đá rất là sang nè mọi người. Màu hồng, màu đỏ với là màu trắng. Đá rất là chắc nha mọi người, mà lưới siêu co giãn luôn. Lưới cực kỳ co giãn nha. Đầm này Trang tính cho mọi người là 70. Hàng Thái, Trang về được 3 màu. Form đẹp lắm á mọi người. Form chắc rất là đẹp luôn. Ai lấy 70 thì comment cho 70 nha. Đá là bao chắc luôn mọi người. Lưới co giãn, cực kỳ là co giãn luôn. Giá 70, 3 màu. Áo hồng này còn một cái nè mọi người, ai lấy không? Áo hồng giá 60. Có mút ngực nha. Đây, mấy cái đầm này Trang mới về hàng. Đầm lông vũ giá 90. Đầm lụa hoa nè, mấy cái này là bị còn một cái để Trang bán giá rẻ rẻ cho mọi người dễ mua ha. Đây, đầm lụa hoa cực kỳ xinh luôn. Đính nè, đính hoa nè, có bút ngực nè, đầm lụa này em chia ăn cho mọi người nha. 90 còn 60 luôn. 90 còn 60. Cực kỳ xinh nha, nó dạng giống như là maxi vậy mọi người. Đây, nó dạng giống như là maxi vậy, đẹp lắm, cái đó bị đứt kéo. Cực đẹp. 65 đồng ai lấy không mọi người? Cái lụa nó đẹp lắm mọi người ơi. 65. Đây, đầm body. Em bán ở đâu vậy? Em bán ở Malaysia nha mọi người. Đầm body nè, còn một cái nè mọi người. Đầm body nha, bèo nha. Có mút ngực, rất là xinh luôn. Bữa em nhớ còn đầm đen đuôi cá cổ đổ còn không chị? Đầm đen đuôi cá. Đầm đen đuôi cá là đầm đen sao ta? Hình như là còn màu đỏ không? Đầm này đúng không em? Đầm này đúng không Tường Vi? Có đầm màu hồng phấn không? Hở ngực chứ. Đầm hồng phấn. Cái này đúng không Tường Vi? Cái này đúng không? Hồng phấn mà nó mà hồng phấn không hở ngực. Đây trời ơi má ơi, hỏi cái là dính bài luôn. Đây. Có dao keo chưa đó? Không có nha chị ơi, chị chuyển khoản.
em ship Lavamo cho chị cho phí rẻ, hoặc là nếu như mà chị không chuyển khoản được thì em kêu ông cầu có giao cho chị. Thường thường ông cầu có giao thì phí lúc nào cũng cao hơn là ship Grab. Chị thấy cái nào cũng được hết, không phải đầm dài đuôi cá màu đen hết. Cái khó phù quá. Đây đầm hồng đây nè, Dolly Nguyễn ơi, em lấy không? Đầm chắc đẹp lắm nha mọi người, siêu co giãn luôn. Form rất là đẹp nha. Mặc lên cái ngực lên là form rất là đẹp luôn nè mọi người. Đó. Chị không chuyển khoản được. Nếu mà chị không chuyển khoản được thì kêu ông còn có giao. Nếu mà kêu ông còn có giao thì phí nó còn phần chơi rác thì em thấy là như cũng... cũng 35-40 đó mà chị ơi. Còn Lavamo thì chắc tầm khoảng 20 mấy đồng. Đây, tại chơi rác cách em cũng hơi xa đấy. Đi chắc cũng nửa tiếng á. Đây, đầm hồng này siêu đẹp luôn mọi người. Đầm này lên form đẹp lắm nha. Còn một cái cuối cùng màu hồng luôn. Tính cho mọi người giá 70. Chắc đẹp lắm mọi người. Cái ánh nhũ hàng này thiệt sự luôn. Em nói mọi người cái vải của nó đẹp kinh khủng luôn mọi người. Lên form đẹp lắm. Đầm hồng em lấy nè. Ok nè, 70 nè. Cho tiên nè. Có cái đầm này cũng đẹp nè mọi người. Đầm này cũng là đầm lưới hàng Thái luôn nè. Size M ok, yên tâm bao vừa. Tại vì cái lưới của nó co giãn lắm em ơi. Đây đầm lưới này cũng đẹp lắm nè mọi người. Đây. Em comment chậm quá em ơi, có khách lấy rồi. Đây đầm lưới này cũng đẹp đó nè mọi người. Của tiên tiên gì đó. Đúng rồi. Đây. Đầm lưới này cũng đẹp lắm nha mọi người, hàng Thái, chắc siêu co giãn và siêu đẹp luôn. Hai size F và M. Đây. Cái đầm này đẹp lắm nha mọi người, lên form rất là xinh luôn. Đây. Chất lưới đẹp lắm mọi người. Em nói thiệt mọi người, nhận về mọi người sửa ngang cái chất vải luôn, đẹp lắm. Tính cho mọi người 85 còn 70 luôn. 70 rin. Form đẹp cực kỳ. À, nói chung là mọi người phải mua về thử mọi người mới biết. Chứ còn ở đây em cứ khen quá mọi người cứ sợ, mọi người hiểu không? Đây set này. Đây set này màu đỏ với là màu đen nè mọi người. Chân váy bên trong của nó là có quần nha. Cái này là chân váy nè. Chân váy có quần ở trong. Set này em chia ăn cho mọi người là còn 90 còn 70 đi. Đây, 70 nha mọi người ơi. Set cổ tàu. Giá 70. Đây quần nha mọi người nha. Quần này trang có màu trắng nè. Ờ, áo lưới 45 đồng còn cái này nãy quên like ha. Áo lưới này nãy trang like 45 đồng còn một cái nè, khách lấy hết trơn luôn mọi người. Áo lưới rất đẹp nha, đang rất là hot luôn áo lưới nè. Áo lưới siêu co giãn luôn. Còn quần này thì giá 65, quần kèm lịch giá 65 nha mọi người. Có màu xanh nè. Màu xanh với lại màu đen, hai size F và M. Đây. Xanh và đen nha mọi người nha, hai size F và M, quần 65. Thôi bây giờ chi ăn cho mọi người, quần còn 60 luôn. Quần kèm nịt nha, chắc zin cực kỳ co giãn luôn nè mọi người. Đó. Trang còn một cái đen với một cái xanh, ai lấy không mọi người? Set cổ tàu 70 đen, ok em nè. Set cổ tàu này vải đẹp lắm mọi người. Vải không đẹp cho mọi người trả lời. Đây. Ninh Ninh Tân, ok em. 70 còn đỏ nè mọi người. Set này mọi người mặc xinh xinh lắm á, cho nó thiệt. Bao đẹp cho mọi người luôn, đi chơi mặc rất là sang. Form đẹp lắm nha mọi người, 70 thôi, em còn set cuối. Còn có 2 set lên trên trang mọi người. Quần không ai lấy ha. Rồi qua mẫu. Chân váy nè mọi người, có ai thích chân váy không? Set quần đen áo thun. Set quần đen áo thun là sao ta? Nè. À. Em lấy cái này đúng không? Thì Cúc Kiều quần xem M, ok chị nè. Quần màu đen xem M. Rồi ok chị nè, quần xem M nè. Quần 60 nha, áo thì 45. Rồi quần em còn một cái lấy nguyên set luôn, áo nữa dạ ok chị. Vậy là quần xanh là trang còn một cái size S nè mọi người, ai lấy không? Quần xanh còn một cái size S nè mọi người. Ê, quần này em còn màu trắng nữa nè mọi người.
Đây mọi người ơi, quần này em còn màu trắng size M nè, ai lấy không nha chị. Đây còn một cái trắng cuối cùng size M em bán mọi người 60, và một cái màu xanh size S rồi là hết hàng. Chắc xin co giãn nha mọi người, xịn sò nha. Đây chắc xin co giãn xịn sò màu trắng, màu xanh, trắng M xanh size S. Ok rồi, qua mẫu. Đây đầm đây mọi người ơi, đầm nhũ nha mọi người, đầm nhũ hai màu bạc và đen nè. Quần trắng em lấy Phan Nhiên, ok em 60 thôi Phan Nhiên ơi, còn số lượng ít à mọi người. Còn cái xanh cuối cùng xe là hết hàng. Ôi cái chân váy đẹp quá mọi người, chân váy xin co giãn nha. Để em coi còn quần còn váy. Em còn cái chân váy trắng nè mọi người, chân váy trắng kèm nịch nè, chắc xin co giãn nha. Chân váy xanh nè. Chân váy xanh này em còn hai cái nè mọi người, một cái xanh với một cái trắng nè, đẹp lắm mọi người. Hồi nãy giờ em bán nhiều lắm rồi đó, chắc xin co giãn nha. Bên trong có quần luôn, quần trắng em lấy. Cho em coi cái chân váy, cho em coi lại chân váy của Phan Nhiên như vậy. Của Phan Nhiên 60 luôn. Đây chân váy này là chân váy nịch nha, hai size F và M, tính mọi người giá 60. Còn cái chân váy này là 65. Chân váy trơn, chân váy túi đi cho dễ. Chân váy xanh như chị, chân váy xanh 65 nha. Chân váy này 65, có trắng và xanh. Còn lấy cái chân váy này thì comment giùm em là chân váy nịch nha. Chân váy nịch này thì là 60. Đó, đẹp lắm mọi người. Chân váy hàng hình Thái mới về á. Có áo lẻ không? Có nhiều áo lẻ lắm chơi. Có nhiều lẻ. Xanh có M không chơi? Xanh có M không chơi? Để chết coi nữa. Xanh không có M, em ơi, trắng được không? Xanh cho em coi đi bạn. Cái gì? Trắng được không em Phan Nhiên ơi? Xanh không có size M, có trắng size M thôi. Xanh size F, trắng M. Chân váy trắng có size M không chị? Có nha. Chân váy trắng size M, M em lấy. Vậy là Phan Nhiên lấy màu trắng size M ha. Ờ ok nè, Phan Nhiên nè, chân váy 65 nè. Rồi, chứ biết ổ lộn Phan nha. Phải chân váy này không em? Phải chân váy túi này không? Xanh size S nè mọi người, trắng nịch thì có size S với size M. Lấy chân váy M. Cao su hết M rồi, chân váy túi M. Không, có nha chị, chân váy túi này thấy rồi. Chân váy túi em hết M rồi mới chế ơi. Bây giờ em còn chân váy túi, chân váy xanh M nè, còn cái chân váy trắng nịch này thì hai size F và M. Mấy chị đổi qua lấy chân váy nịch này được không ạ? À? Nịch này cũng đẹp mà. Chắc co giãn nha, chắc xin co giãn nha mọi người. Nịch 60. Còn túi này thì em còn một cái size S cuối cùng thôi, ai lấy xanh S không? Chân váy túi xanh hay size M? Không, bây giờ chị lấy cho em cái trắng thôi à, không có xanh nha Phan Nhiên. Em có ok không? Ok em, nếu mà em không lấy thì chị để cho khách khác nè. Chân váy xanh M lấy. Chân váy xanh này không phải M mọi người ơi, chân váy xanh này là size S, nhưng mà chắc nó có độ co giãn nha mọi người. Nè, jean co giãn nè. Rồi sao Phan Nhiên nè? Thôi đợi đi, đợi Phan Nhiên chút. Màu trắng là không lấy phải không? Vậy là trắng không lấy. Vậy là em còn đây lại đi. Vậy là trắng M ai lấy nè. Rồi em M chốt cho cao su nè. Ok cao su nha, chốt cho em trắng size M nè. Rồi cao su đi chúng. Cao su 65. Vậy là còn xanh nè. Chân váy xanh em lấy, em hết xanh M rồi mọi người ơi. Rồi có ai lấy nữa không? Em còn cái xanh xanh S nè. Rồi chân váy rách nè. Chân váy rách hai size F và M. Chân váy rách hai size F và M mọi người, ai lấy cho mọi người. Chân váy rách nha mọi người, rất là đẹp luôn. Phối với áo áo đẹp lắm mọi người. Em có nhiều áo lắm nè, mà tí nữa chắc em mới lên được áo cho mọi người. Nè.
phối với áo thun Chanel cũng rất là xinh nè mọi người. Ở trước là chữ tan Chanel nha, còn ở sau là chữ Chanel theo, rất đẹp luôn. Áo thun, cái áo thun này mọi người phối với là mấy cái chân váy đẹp lắm mọi người. Ai lấy cả set này không? Chân váy 2 size F và M, áo thun này giá 55. Rồi, ai lấy gì thì báo em nha. Rồi, đây, tiếp tục đầm nha mọi người. Đầm kim sa nè, nãy giờ bán được bao nhiêu cái rồi Dũng? Đầm kim sa. Đầm kim sa 2 size. Ê, đồng, xin lỗi, đầm kim sa này chỉ còn size S thôi nên là Trang Chi ăn cho mọi người luôn. Ai mặc size S thì chốt S cho mọi người. Em like chút tới em nghỉ rồi mọi người, chốt gì một chút nhanh nha. Em like tầm khoảng 15 phút nữa. 20 phút nữa đi, em like 20 phút nữa em nghỉ nha. Đây. Thường thường like cuối cũng like nhanh lắm mọi người. Rồi đầm kim sa này em chiên cho mọi người 85 đồng, còn giá 70 đi. 70. Đầm sơ mi kim sa nha. Ở đây là nó nhúng hai bên đây rất đẹp nè. Màu đen có M không? Không có mọi người. Cái này em không còn, em chỉ còn size S thôi. Ai mà lấy size S thì chốt S giùm em nha. Đây, rất là đẹp luôn mọi người, sang lắm. Đó, em chiên cho mọi người 70 luôn. Cái này mọi người tự rút hai bên hông lên giùm em nha. Đây, mình tự mình kéo lên rất là đẹp. Đây, tự kéo lên, rút lên, mình muốn ngắn, muốn dài, rút dài. Rồi, đầm sơ mi vest nè. 50kg lấy size S là ok rồi chị ơi. Hàng của em 50kg lấy S là ok đó. 51kg lên thì lấy size M vậy chị mặc được á. Hàng bên em nếu mà 50kg là chị lấy size S là ok, không cần phải lấy size M đâu chị. Thì em chốt cho chị đen nha, 70 nè. Rồi ơi, đầm vest đẹp quá mọi người ơi, đầm vest nè. Tay nè, tay ngay tay phối lông vũ nha. Đó, siêu đẹp luôn. Đầm vest màu trắng nha. Em like đúng 20 phút nữa, ai chốt thì chốt nhanh nha mọi người. Đây, chân váy túi hộp nè mọi người. Chân váy này thì Trang có 2 size F và M nè, ai lấy không mọi người. Chân váy giá 60. Chân váy này em còn 1 F và 1 M là hết hàng. Đây. Chân váy này ai lấy không mọi người. Đây còn hai cái nè, 60. Ai lấy chân váy comment chân váy nha. Em like bắt đầu nhanh rồi đó. Hết thời gian. Rồi Dung nè. Dung ống cúp ngực nha, 85 đồng. Chất rất là đẹp nha mọi người. Có bút ngực luôn. Rồi Dung trắng nè. Mấy cái Dung này vải bao đẹp cho mọi người luôn nha. Khách em mua qua ai cũng khen hết mọi người. Dung này là bao vải đẹp, vải xấu trả lời chị em. Ơi, cái chân váy này có size M nè mọi người, ai lấy không? Đây đây đây, nãy em mới hỏi size M, màu xanh, size M Phan Nhiên nè. Còn một cái size M cuối cùng chân váy này nha mọi người ơi. Đẹp nè. Áo bán nha, áo 55 nha, đầm trắng sơ mi 70. Đầm trắng sơ mi 70 ok, chốt cho em nè. Ở chỗ là chị Kim Phượng nè. Đây mọi người ơi, chân váy nè, áo nè. Áo này giá 50 nha mọi người. Áo này có màu hồng với là màu nâu. Trời ơi, chân váy này đẹp lắm. Chân váy size M nè, tính mọi người 65 luôn. Đúng như là 70 á. Đây, chân váy 65. Nguyên set này xinh nè mọi người. Cái chân váy này nãy tăng, nó lấy màu xanh đó, vậy như cái nó khác kiểu mà sao giống đưa cha. Đầm bẹt vai lông vũ cực kỳ dễ thương luôn, hai màu trắng và đen nha, hàng mới về luôn mọi người, xinh lắm, cực kỳ là đẹp luôn á, không đẹp không lấy tiền. Đầm lông vũ nha mọi người, rất đẹp quá, em chưa ủi luôn á, form đẹp không cần phải ủi đâu. Đây xích đá nè, đây xích đá nè mọi người, đẹp lắm luôn á. Set đá nha. Set sơ mi 2 size F và M. Set sơ mi nha mọi người ơi. Set sơ mi em tính cho mọi người giá là 80 thôi. 90 còn 80 đi cho mấy chị dễ mua. Chân váy cực đẹp luôn, áo lụa. Set sơ mi 80. Cái này nữa
Đây set này còn set cuối cùng nè, 65 đồng. Đây, set này là chị Kim Phượng lấy không? Chị Kim Phượng set đi ơ, quần và chân váy luôn. Sale cho mọi người 65. Ai lấy trên tay chốt đi mọi người, còn set cuối cùng nè. 65 riêng. Chụp đây đi cho nhanh thôi chú, hết thời gian rồi. Đây mọi người set đi ơ, đây là đóng thùng lên con set đi ơ này. Set chân váy size M sale cho mọi người 65 luôn. Ấy 60 đi. Đi nhanh. Set chân váy 60 nè mọi người. Ai lấy không? Em lấy set chân váy đi ơ Suzu. Ok em, set trắng nó 90 á. Rồi, chốt cho Suzu một con đi. Set này size M giá 60 chị ăn mọi người luôn, 60. Ai lấy 60 tụi em nhiều 60, em lấy nhanh nha mọi người, không hết thời gian rồi. Ai chốt được gì chốt nè. Đầm nè. Đầm màu nâu rất là đẹp luôn nè mấy chế. Đầm xòe nha, màu nâu rất là sang luôn. Size này là size S nha. Đầm màu nâu size S nha. Ôi là trời, cái form đẹp quá mọi người ơi. Đầm nâu size S nha. À Vũ ơi, xếp vài cho mấy đi ơ, xếp này 65. Rồi chứ cứ địch vô cho con đi Vũ. 65, trở lại 65 mình xong. Rồi đầm nâu nè mọi người, đầm nhúng nha, đầm nhúng co giãn. Đầm nhúng co giãn em sale cho mọi người set này với giá, ở đầm này với giá là 85 còn 60 đi cho nhanh. Độn cầu vai nha, mút rất đẹp luôn mọi người, chắc vải. Chắc này là siêu co giãn luôn nha mọi người, chắc nhũ nhũ á, 60. Cái này là comment giùm em là đầm nhúng nha. Còn cái này cũng 60 luôn, mọi người comment giùm em là đầm cúp ngực đi, tại vì cái này nó có mút ngực nè. Hoặc là đầm chéo cũng được. Một cái nhúng một cái chéo đi mọi người. Form là em bao đẹp luôn nha, cũng 60 luôn. Mấy chị không chốt lên lát sắc lai là em không có bán 60 đâu nha mọi người nha. Rồi đầm đen này em chia ăn mọi người luôn. Đầm đen này là size M nha, chia ăn mọi người 85 còn 60 luôn. Có mút ngực, lụa đẹp cực kỳ. Đầm maxi. Rồi tiếp nha, ai lấy gì thì lấy nè. Rồi set set bờ sát nè. Xếp vờ sát cho mọi người nha, xếp vờ sát màu đen. Đầm đen hoa Suzu XM nè, ok em nè, 60 nè. Hết giờ mới chết, muốn chốt thì chốt nhanh nha. Quần nè, quần sọc jean nha. Size này là size S, 55 đồng. Áo độn cầu vai nè mọi người, áo độn cầu vai rất là đẹp luôn nha mọi người, nguyên set này đi nhìn sang lắm mọi người, áo chất rất là co giãn hàng Thái. Rồi áo 55, quần 55 luôn. Không đẹp không lấy tiền. Quần này còn đúng một cái size S cuối cùng, quần này form đẹp lắm nha mọi người, lưng siêu cao. Quần 55, áo 55. Đầm quần hoa, đầm hoa maxi đó chị. Chốt rồi, chốt rồi, chốt cho em rồi em ơi. Rồi đây đầm, đầm nhũ nè. Đầm nhũ cho mọi người nha. Size S dùm Trang cho mọi người nha. Rồi đầm nhũ sale cho mọi người 50. Cúp ngực nhũ cho mọi người, có mút ngực nha. Đầm nhũ, vải đẹp. Sale mọi người 50 cho nhanh. Đây, set đi ơ hàng cao cấp nè. Cái này đẹp, cái này cũng đẹp đó nè Suzu. Size của em bao vừa, set này riêng set này chị bao vừa cho em. Set đi ơ hàng cao cấp nha mọi người. Hồi nãy cho bán màu trắng rồi, cái đồng nãy cho bán màu đen, bây giờ cho còn một cái màu trắng. Form cực đẹp luôn. Set sơ mi nè, size M. Set bước bờ nha mọi người, chân váy size M sale mọi người 60 luôn. Cái này đẹp nè Suzu, em lấy không? Suzu hả? Xét là mọi người lấy cái áo không mặc cũng đẹp đó mọi người. Xếp với body sale mọi người 60 xem mờ nha. Đây xếp Fendi nè mọi người. Xếp Fendi nha, em còn hai cái, một cái S một cái M. Chân váy bên trong có quần, áo dây kéo nha, phông dài chắc siêu co giãn luôn nha mọi người, yên tâm nha. Rồi xếp này em chia mọi người 85 còn 60 luôn. Đầm đỏ này đẹp nè mọi người, ai thích không? Set này em chia mọi người luôn, như qua 65, thấy không? Phải 60 đi cho nhanh.
Rồi 60 luôn nha mọi người ơi. Ây là trời, bán rẻ lắm luôn mọi người. Em chỉ chốt trên livestream thôi nha. Lát tắt like là không có giá này đâu mới chết. Đây. 1F và 1M là hết hàng. Sale rẻ luôn cho mọi người cho nhanh. Không ai lấy cái gì được luôn hả? Sắp nghỉ. Rồi xếp bẹt vai nè mọi người. Áo bẹt vai nha. Ở bên trong của nó là có quần. Cái này em có màu đen với là màu da. Đẹp lắm nha mọi người. Đen và da hai size F và M. Form rất là đẹp luôn nha. Bên trong có quần nè mọi người. Áo bẹt vai xinh lắm luôn á. Đây. Đen và da. Ai lấy comment lấy nha, cái này hàng mới về á. Nhiều hàng lắm luôn á. Hả? Ê, hay nó nghe nè. Thôi bây giờ like cuối rồi. Tôi like vậy luôn được không? Nè ha. Đúng rồi, sao tự nhiên bây giờ tôi thông minh ra rồi ta? Sao khét trong. Trời. Nè mọi người ơi, con gì? Coi vậy luôn đi mọi người cho nó dễ. Nè coi gì cho nhanh nha. Ai thích coi thấy cái gì coi em lấy cho. Ai thấy em còn cái sách hòa này. Hay giờ liếu lấy đi giúp. Được không? Nè mọi người coi vậy cho nó nhanh đi mọi người ơi. Bây giờ mệt quá. Đây sách hoa đẹp nữa. Có ai like như tôi không trời. Chắc có cuối giờ rồi cho nó nhanh. Đây sách hoa. Thôi để con like này cầm gì luôn cho mấy chị thích cái gì mà cho em cho mấy chị nha. Bây giờ cho mấy chị coi nguyên một về luôn á. Mọi người thích cái nào mọi người báo em đi mọi người. Set hoa nè. Đầm da nè. Đầm đá. Em cho mọi người coi sơ sơ. Mọi người muốn coi lại cái gì á thì mọi người cứ nói em. Xong rồi em lấy ra xem em sẽ like lại cho mọi người coi đàng hoàng lại. Để biết em nói không? Thích cái màu nào? À, thích cái nào thì mọi người cứ thế nói em xong rồi em lấy ra em cho mọi người coi đàng hoàng lại. Đầm nâu bao nhiêu chị? Đầm nâu này đúng không em? Rồi chia ăn cho mọi người luôn. Giảm hết cho mọi người luôn. Đầm nâu 85 giảm còn 70 luôn. Hết công sức. Hết công sức rồi mấy chị. Em đã dùng hết công sức. Bữa nay không có ai phụ nên là nó cũng mất thời gian em like nãy giờ luôn á. Rồi đây. Đầm nâu giá 70 nha, siêu đẹp nha em. Form chắc bao đẹp, không đẹp cho trả lại. Đầm đá nè. Quần ống suông nè. Đó mọi người cứ coi sơ. Mọi người thích cái nào mọi người comment em sẽ like kỹ lại cho mọi người coi. Chân váy nè. Chân váy hai màu. Chân váy chữ hai size F và M. Set nâu nè. Set nâu. À chắc Tường Vi hỏi con set này quá ta. Cái này là áo yếm nè mọi người. Quần là quần đuôi. Quần mà dạng giống đuôi cá. Đó. Set tu xì. Thích cái nào comment đi mọi người, em lấy ra mọi người coi lại. Zoom da. Ôi là trời mỏi tay quá. Mỏi tay quá mọi người ơi. Không ai thích được cái gì luôn hả trời. Trời ơi tôi like vậy mà không lấy được cái gì luôn là tôi chia tay mấy bà nha mấy bà. Like vậy mà không chốt được cái gì thôi. Không biết mua cái gì nữa. Không ai lấy được gì hả mấy chị? Thôi nghỉ nha. Vậy có ai lấy gì nữa không mọi người ơi? Không lấy thì em nghỉ nè. À sexy Linh thì mới về đẹp nè. Đây sexy Linh thì mới về đẹp nè mọi người. Hai màu trắng và đen. Đây, hai màu trắng và đen nha. Quần ống suông chắc rất là đẹp luôn. Này mình thấy không? Chắc rất là đẹp. Giờ like cho nhanh. Ai thích cái gì thì báo em. Nhiều lắm mọi người ơi. Thiệt sự luôn á. Thôi, tắt nha mọi người ơi. Em kết thúc livestream nha.